chúng ta sẽ bắt đầu nói tiếp hành trình để đi vô chợ Phùng Hưng nha. Thì chúng ta sẽ đi từ đèn Năm Ngọn này, ở đây có cái đám mè đèn Năm Ngọn, để đi dọc theo con đường Phùng Hưng. Đám tang người Hoa nè, theo phong tục người Hoa xin chia buồn cùng gia đình nha. Ngôi chợ này là ngôi chợ bán rất là nhiều, nổi tiếng rất là nhiều đồ ăn vặt buổi chiều nè. Ở chợ chợ này bán nguyên ngày luôn á. Chúng ta nhìn xa xa bên kia là sẽ đi đến cuối ngôi chợ sẽ là tòa nhà Thuận Kiều. Thì phía trước đây thì có cái bãi đất trống đối diện chợ Độc Khánh, thì chắc sẽ có cái building gì đó sắp nổi lên. Cái dãy chung cư rất là xưa nè, mà nhìn rất là khang trang. Đây thì có bán vịt quay, heo quay nữa. Hải ký lập, lập vị gia. Mấy cái thương hiệu này thì chắc cô chú anh chị mình rất là quen thuộc nè, nếu chúng ta ở khu vực chợ lớn. Đây là Lý Hòa Trần Lạp Vị Gia. Ở đây thì có cơm sườn. Đây có các chú đạp xích lô. Quá đông luôn. Ủa chú cho hỏi cái này là chung cư tên gì hả chú? Chung cư Nguyễn Trãi gì thôi, đâu có tên gì. Ủa tên gì hả? Ở đây dài dài chung cư. Tại hồi xưa á. Tại chung cư tên hồi xưa. Đây chung cư mà không có tên. Đó giờ mấy ngày đâu có tên. À, thấy cái kiểu nó đẹp. Chưa rồi chứ. Hồi xưa nhưng mà thấy nó chất lượng hả chú? Này hồi Tàu Pháp. Này Tàu Pháp hả? Ủa đây là bốn góc đường là có, nhưng mà đây giải tỏa hả? Nó đập cho nó không có cấp nữa, mình thấy năm nay nó đập bỏ luôn. Vậy là chắc tương lai là bốn cái đi luôn á. Bốn góc đường là bốn cái chung cư. Ủa đây là chợ chợ hơn là chợ kêu chợ 65 vậy đó. Chợ 65. Tên đường. Kêu theo tên đường luôn hả? Chợ Sói Kình Lâm luôn. Ủa chứ phải chợ 65 là chợ giải hả? Giải rồi nó lấy của thằng này đó chứ mà chưa chợ giải đâu có đó. À. Thầy nó chợ 65 người qua, chợ của người qua đó. À. À. Giờ lấy cái tên đường kêu chợ Phùng Hưng. À, 65 là gốc là cái này nè. Gốc là cái này đó. Bây giờ cái chợ giải nó cũng lấy chợ 65 luôn. À. Dạ, giờ con mới biết, gặp chú con mới biết nè. Tại không có gì mấy người xưa người ta nói, người ta chợ người qua. Dạ. Chú phải người qua không chú? Không, không. Qua. À, cảm ơn chú, đang đi vô chợ chơi. Dạ. Ở đây khách du lịch đi nhiều lắm nè. Dạ. Ở bữa nay người ta đi chơi quá trời, Sài Gòn vắng hay chứ. Rồi chúng ta qua đường nhé. Cảm ơn chú đã chia sẻ một số thông tin về ngôi chợ rất là xưa ở Sài Gòn, chợ lớn này. Rồi, chúng ta sẽ qua đường nhé.
đông quá. Đầu chợ thì bán mấy cái đồ inox. Cô dân qua chợ này có gì đặc biệt nha. Chợ này rất là sập. Ba để chúng ta đi ra đường Châu Văn Liêm, tổng đốc Phương ngày xưa đây là chợ cá. Tới đây là hết rồi. Phía ngoài kia là đường Lục Tĩnh. Chúng ta đi theo hướng này nha, để ra đường Tổng đốc Phương nha. Cho bà
ngọt. Cái khúc này bán thịt. Đây có miếng gà hủ tiếu. À, tới ngành hàng ăn uống rồi. Kết thúc chợ là một cái quán cơm tấm. Cơm tấm với cà ri. Chúng ta ra đây là đường Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương. Bên kia là Lục Tỉnh hay là Hồng Bàng ngày nay. Một số hình ảnh ở chợ Phùng Hưng gửi đến của chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh bạn trong những cái video tiếp theo. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha, thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Đó thì nó mười mấy triệu. Giờ để nó đi chợ hả? Thôi giữ xe chợ này như chợ không thấy tên, chợ này không thấy tên. Chợ Khổng Tử. Dạ. Kêu chợ Khổng Tử hả? À chợ Khổng Tử hả? Lão Tử hả? Chợ gì? Không đi chơi. Cảm ơn.